Tại hội quán của Hội người Việt Nam tại Pháp có những lớp học đặc biệt được tổ chức với tên gọi là Về nguồn. Đặc biệt vì học viên đều là những người đã lớn tuổi, lần đầu tiên viết chữ và phát âm những tiếng Việt Nam. Đó là những người gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra tại Pháp bắt đầu tìm về với tiếng mẹ đẻ. Những lớp học về nguồn cho các em nhỏ đã được tổ chức từ hàng chục năm nay, nhưng các lớp dành cho người lớn tuổi đã sinh ra và lớn lên tại Pháp từ lâu thì được mở ra lần đầu tiên vào năm ngoái. Gia đình ông Hồ Văn định cư tại Pháp từ những năm 30 của thế kỷ trước. Ông mang trong mình hai dòng máu Pháp Việt, nhưng tới giờ mới có điều kiện đi học tiếng mẹ đẻ. Tôi rất muốn học tiếng Việt, vì ngay lần đầu tiên đến Việt Nam là tôi đã biết đây là quê hương mẹ đẻ của mình đây rồi. Đây là những học viên đầu tiên đăng ký tham gia. Sĩ số lớp học chỉ hơn 10 người. Tiết học được tổ chức định kỳ 2 buổi một tuần. Các bài giảng được thiết kế với nhiều trình độ, nhưng luôn đan xen vào đó những câu chuyện Việt Nam. Điều đó càng vun đắp thêm tinh thần hướng về cội nguồn của từng học viên. Bà của tôi nói lúc tôi còn nhỏ là chỉ cần trong người có một giọt máu Việt Nam thôi, nghĩa là mình là người Việt Nam. On est vietnamien et je suis d'accord. Dans ma famille, tout le monde parle vietnamien sauf moi. Parce que moi j'ai trong gia đình tôi có mình tôi là người không nói được tiếng Việt như các anh chị em khác. Vécu au Vietnam. C'est ça qui est très drôle. Do đó, tôi cảm giác như tôi là người nước ngoài trong gia đình Việt. Ils ont vécu au Vietnam. Tôi muốn học tiếng Việt để có thể nói chuyện bằng tiếng Việt với những người trong gia đình. Même dans ma famille, je suis étrangère dans ma famille. Có 5 giáo viên tham gia đứng lớp tại các lớp học về nguồn. Đó đều là những người đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về văn hóa, phong tục, truyền thống Việt Nam. Cô giáo gái đã 3 năm gắn bó với công việc này. Có một lần thì một cô học anh, giống như anh DJ mà Hồ Anh hỏi, thì trúng cái ngày 20 tháng 11, thì anh nói là mừng ngày cô giáo. Mình rất là ngạc nhiên, anh nói hôm nay là ngày của cô mà. Thì mình rất là cảm động, tại vì anh cũng tìm hiểu cái văn hóa Việt Nam để mà anh gửi đến mình một lời chúc. Mình cảm thấy đó là như là một món quà. Mình rất là xúc động. Tôi muốn nơi trên viết với gia đình ở Việt Nam.